짜잔. 왜 저희 팀인 라사 드는 날. 무슨 말이십니까? 저희는 다음에 안 듣. Đây chính là chỗ bơ mà mình vừa nạo. Gelatin mình sẽ chỉ cần nửa lá thôi. Lại nha, để gelatin nó không bị tan. Bây giờ thì mình sẽ đánh whipping cream. Trời ơi, hơi nhiều kem quá rồi, sẽ bị ngán mất. Phần whipping cream thừa thì mình sẽ để lại, rồi ngày mai mình sẽ làm bánh mì nhân kem. Ngậy cực.
bây giờ thì mình không biết phải lấy như thế nào nữa. Thế nên là mình quyết định ăn luôn là cái đĩa này. Wow. Trời ơi. Bây giờ sẽ ăn thử cái này nhé. Sắp xuân thì khá bà. Khá sao? Vẫn chưa đủ cứng thôi.